Từ vị trí này, cô chú chị và bạn chúng ta đi ra tới trung tâm trường chợ thì cô chú chị và bạn chúng ta mất khoảng 3,5 cây số. Trong 3,5 cây số này thì cô chú chị và bạn chúng ta sẽ mất khoảng là 800 m, hiện trạng là đường đất, tuy nhiên sắp tới sẽ được đổ bê tông. Mảnh vườn mà mình giới thiệu ở trong video này nằm trong khu vực dân cư, bởi vậy hàng xóm láng giềng ở kế bên và những nhà vườn này thì ở sát sát nhau, rất là nhiều nhà vườn đẹp. Mảnh vườn này thì có khoảng hơn 1 sào ao ở phía dưới, ao này thì bao la nước. Ống tưới đã được bác chủ nhà chôn sẵn rồi. Mảnh vườn này thì cũng đã có sẵn chòi với một cái khoảng sân rất là rộng, rơi vào khoảng 1 sào. Thì vị trí chính xác của thửa đất này tọa lạc tại xã Thuận Hạnh, huyện Đức Song, tỉnh Đắk Nông. Có cách từ đây đi tới trung tâm chợ thì mình có nói ở trên thì chúng ta mất khoảng 3,5 cây số. Trong 3,5 cây số này thì cô chú anh chị và các bạn, hiện trạng bây giờ chúng ta sẽ đi 2 cây số là đường nhựa. Tiếp tới thì cô chú chị và bạn chúng ta sẽ đi thêm 1 cây số nữa là đường đất. Hiện trạng là đường đất nha mọi người. Còn sắp tới đây sẽ được nhà nước thi công. Và đất của chúng ta thì bám 2 mặt tiền đường, mặt trên và mặt dưới. Và tổng 2 mặt tiền đường này thì rơi vào khoảng là 180 m. Của chúng ta thì hiện trạng sổ là đầy đủ. Tổng diện tích đất của chúng ta, diện tích đất đang sử dụng thực tế của chúng ta là hơn 2 hecta. Bởi vì chúng ta còn một cái phần đất ở phía dưới và giáp với hồ ấy, và cả cái hồ nữa là chưa vào sổ nha mọi người. Hồ này là hồ riêng của nhà chúng ta, không chung chạm với ai. Đất của chúng ta thì có 400 m² đất thổ cư, đất ở nông thôn. Tổng diện tích của chúng ta là hơn 2 hecta. Diện tích đất đang thể trong sổ là gần sắp xỉ 2 hecta. Và trên tổng diện tích này thì trừ ao, trừ nhà, trừ sân thì bác chủ nhà đã phủ kín cây trồng. Với tổng của chúng ta là 2.000 cây cà phê và 2.000 cây tiêu. Trong 2.000 cây tiêu thì chúng ta có 500 trụ tiêu là đang cho thu hoạch chính như thế này. Tiêu thì cực kỳ đẹp. 1.500 trụ tiêu còn lại của chúng ta thì chưa cho thu hoạch. Tuy nhiên thì với mảnh vườn này trong vòng 2 năm tới chắc chắn rồi, tổng của chúng ta là 2.000 cây tiêu thì tổng toàn bộ này đều cho thu hoạch chính hết. Chưa kể đến cà phê của chúng ta. Cà phê của chúng ta là mới bắt đầu bước vào mùa mưa năm thứ 2 thôi. Tuy nhiên chất lượng cà phê cực kỳ đẹp. Giống cà phê của chúng ta là giống cà phê xanh nùn, được bác chủ nhà trồng hàng theo hàng, lối theo lối, xen với tiêu. Tổng cà phê của chúng ta là 2.000 cà phê nha mọi người. Và toàn bộ cà phê của chúng ta đều bước vào mùa mưa năm thứ 2. Cô chú, anh chị và các bạn, những người đang đi tìm mua cho mình một nhà vườn để làm kinh tế, ổn định cuộc sống lâu dài, đất có thổ cư và đất của chúng ta bằng ấy, thì cô chú, chị và các bạn chúng ta đừng bỏ qua mảnh vườn này. Bởi vì mảnh vườn này hiện trạng bây giờ chỉ có 500 trụ tiêu là đang cho thu chính thôi. Tuy nhiên trong vòng 2 năm tới thì toàn bộ giàn tiêu của chúng ta và toàn bộ cà phê của chúng ta đều sẽ cho thu hoạch chính. Quan trọng nhất đó chính là cô chú anh chị và bạn chúng ta sẽ mua được một thế đất cực kỳ đẹp. Thế đất của chúng ta thì chia làm 2, từ đường đổ lên phía trên ấy thì đất của chúng ta bằng như sân. Tiếp tới thì đất của chúng ta từ mặt đường đổ xuống dưới hồ là đất của chúng ta thoải nhẹ. Chất đất thì cô chú anh chị và bạn chúng ta khỏi lo, hoàn toàn là đất đỏ Ba Gian, đất mới được khai thác. Bởi vậy cây trồng của chúng ta cực kỳ đẹp. Và nguồn nước tưới của mảnh vườn này thì không bao giờ hết được. Chúng ta có một cái ao rộng trên 1 sào, nước bao la bát ngát. Tổng mảnh vườn của chúng ta thì có 2.000 cây cà phê xanh nùn, bước vào mùa mưa năm thứ 2. Còn hồ tiêu ở phía dưới này thì cũng có phần đã được cho thu hoạch bói, còn một số thì mới bắt đầu là bò nâng trường trụ. Mảnh vườn này thì trong vòng 2 năm tới toàn bộ hồ tiêu và cà phê của chúng ta sẽ cho thu hoạch chính hết. Một mảnh vườn mà chắc chắn khi cô chú, anh chị và các bạn chúng ta tới đây, chúng ta sẽ không muốn ra về đâu. Bởi vì cái mảnh vườn này không những đẹp về thế đất mà còn đẹp về cây trồng. Quan trọng nhất, mảnh vườn của chúng ta nằm gần với lại trung tâm trường chợ, nằm cách trung tâm trường chợ chỉ có 3,5 cây số thôi. Và cái đường đi nối lại dẫn vào mảnh vườn này thì cực kỳ thuận lợi. Bởi vì mảnh vườn của chúng ta nằm trong khu vực dân cư, đất của chúng ta thì lại có sẵn 400 m² đất thổ cư nữa. Đường điện thì chạy qua trước vườn. Cô chú chị và các bạn chúng ta về đây, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể xây dựng nhà ở kiên cố.
Mấy hôm nay thì bác chủ nhà đã chôn hết trụ bê tông ở sắp xanh bốn bên rồi nha mọi người, thậm chí cả cái trụ bê tông ở mặt đường chính này, và cái trụ bê tông này được chôn khắp vườn. Bởi vậy cô chú chị và bạn chúng ta bây giờ sở hữu mảnh vườn này thì cô chú chị và bạn chúng ta mua lưới B40 hoặc dây kẽm gai về, và cô chú chị và bạn chúng ta sẽ rào chắn khắp vườn nha mọi người. Còn về thế đất, về chất đất, về cây trồng, chất lượng cây trồng thì khó chê. Toàn bộ hồ tiêu của chúng ta đều được trồng trên trụ cà trích. Chưa dừng ở đó, bác chủ nhà đây thì rất là cẩn thận, bởi vậy bác còn kẹp thêm, trồng thêm cây sống ở những cái trụ hồ tiêu. Mảnh vườn này thì cũng có sầu riêng, và sầu riêng của chúng ta cũng nằm trong năm thứ hai, vào mùa mưa năm thứ hai. Tuy nhiên thì số lượng sầu riêng ít nha mọi người. Đây, đất của chúng ta từ cái mặt đường phía dưới đi xuống dưới hồ là nó chiên nhẹ như thế này. Đường lô, đường nội bộ của vườn được bác chủ nhà ưu ái mở rất là rộng. Nhờ thế cô chú chị và bạn chúng ta lao động trên mảnh vườn này thì rất là nhàn. Cô chú chị và bạn chúng ta thoải mái, chúng ta chạy xe càng, chạy xe Honda đi quanh vườn nha mọi người. Toàn bộ cà phê của chúng ta là 2.000 cây cà phê xanh nùn, bước vào mùa mưa năm thứ hai. Còn hồ tiêu thì như cô chú chị và bạn chúng ta thấy được, hồ tiêu này bác chủ nhà mới xả và bây giờ bắt đầu bỏ nha mọi người. Và hồ tiêu của chúng ta đã được nửa trụ rồi. Chắc chắn thôi, qua mùa mưa năm tới thì hồ tiêu của chúng ta sẽ bắt đầu cho thu bói, và những năm tiếp theo thì sẽ bước vào giai đoạn cho thu hoạch chính. Khi đó thì tổng vườn của chúng ta sẽ có 2.000 trụ hồ tiêu cho thu hoạch chính, cùng với đó là 2.000 cây cà phê cũng cho thu hoạch chính. Thực sự thì với mảnh vườn này, cô chú chị và bạn chúng ta yên tâm, nếu như chúng ta có vốn đầu tư lâu dài thì trong vòng 2-3 năm tới chắc chắn cô chú chị và bạn chúng ta sẽ tạo ra một cái vườn, một cái mảnh vườn mà cây trồng cực kỳ đẹp. Và tới đây thì mình cũng xin được báo giá luôn để cô chú, anh chị và các bạn, những người có tầm tài chính phù hợp, chúng ta sẽ theo dõi tiếp và ủng hộ video này. Vâng, thưa cô chú, anh chị và các bạn, thì với mảnh vườn rộng hơn 2 hectare, sổ sách pháp lý đầy đủ, đất bám hai mặt tiền đường, bám khoảng 180m, mặt đường liên thông, đường đi chung của làng của xóm. Hiện trạng là đường đất, tuy nhiên nhà nước đã có kế hoạch đổ bê tông giao thông nông thôn. Tuy nhiên thì với cái con đường mà rộng rãi như thế này thì xe nào cô chú, anh chị và các bạn chúng ta cũng có thể ra vào vườn thoải mái. Và với mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 3.200.000.000. Mức giá này thì bác chủ nhà chỉ bớt lọc nhẹ nó thôi. Cô chú anh chị và bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này, vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở giữa màn hình. Thông qua số điện thoại này thì mình sẽ được gửi tới cô chú anh chị và bạn những hình ảnh về sổ sách. Mảnh vườn này thì tổng sổ của chúng ta có 2 sổ, sổ trên và sổ dưới, và cả 2 sổ này đều thể hiện mặt đường. Sổ trên của chúng ta thì có kèm theo là 400m2 đất ở nông thôn nha mọi người. Mảnh vườn này thì bây giờ hiện trạng nguồn thu hơi yếu, bởi vì chúng ta chỉ có khoảng 500 trụ hồ tiêu cho thu hoạch chính thôi. Tuy nhiên trong vòng khoảng là 2 năm tới, 1-2 năm tới thì chắc chắn rồi mảnh vườn này sẽ mang lại lợi nhuận cho cô chú anh chị và bạn chúng ta rất là cao. Bởi vì toàn bộ của chúng ta đều là tơ hết mà, đang ở độ tuổi mà chuẩn bị ăn nên làm ra. Quan trọng hơn đó chính là mảnh vườn của chúng ta nằm trong khu vực dân cư với nhiều nhà vườn ở tại chỗ. Ở đây thì nhiều nhà máy thái ở tại chỗ lắm. Nước nôi của chúng ta thì bao la bát ngát, mảnh vườn có thế đất bằng và chiến nhẹ, một mảnh vườn xứng đáng để cô chú chị và bạn chúng ta lựa chọn để canh tác nông nghiệp. Cô chú chị và bạn chúng ta xem đến đây cũng đừng quên nhấn vào nút like, đăng ký và quả chuông để ủng hộ mình. Thao tác này thì mất của cô chú chị và bạn chúng ta chỉ 1-2 giây thôi, nhưng nhờ có thao tác này thì cô chú, anh chị và các bạn mới không bỏ lỡ bất kỳ một video nào từ kênh của mình. Cảm ơn cô chú chị, cảm ơn các bạn rất nhiều. Quả thực thì đây là một trong những mảnh vườn rất là tiềm năng. Nếu như cô chú chị và bạn chúng ta có vốn để mà đầu tư lâu dài thì cô chú anh chị và bạn chúng ta nên lựa chọn những cái mảnh vườn như thế này. Với mảnh vườn này bây giờ cô chú anh chị và bạn chúng ta về đây chúng ta chỉ việc chăm sóc nữa thôi, còn cây trồng bác chủ nhà đã phủ kín cho cô chú anh chị và bạn rồi. Bây giờ vào cô chú anh chị và bạn chúng ta chắc chắn cũng chẳng trồng thêm được cây gì vào đây nữa đâu, bởi vì diện tích đất mà bác chủ nhà trồng theo quy cách bài bản hết rồi, hàng theo hàng, lối theo lối, xen giữa hồ tiêu và cà phê. Toàn bộ cà phê của chúng ta 2.000 cây đều bước vào mùa mưa năm thứ hai. Còn hồ tiêu thì như cô chú anh chị và bạn chúng ta thấy được, ở phía trên thì chúng ta có 500 trụ hồ tiêu đang cho thu hoạch chính. Còn ở phía dưới này thì một số trụ cũng đang bắt đầu cho thu bói, còn một số trụ thì đang bò nương chừng. Ao hồ nước tưới của chúng ta thì bao la bát ngát. Chúng ta có hơn một sào ao ở phía dưới. Ao này thì hiện trạng đang được bác hàng xóm thuê để thả cá nha mọi người. Mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 3.200.000.000, chỉ bớt lọc nữa thôi. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở giữa màn hình. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn các bạn rất nhiều.